em đồng gánh cho anh chị là tiền học của con em gửi tiền ngân hàng. Vậy bây giờ em rút ra, em đồng gánh cho anh chị. Tới khi con em học, tiền đó em trả cho em đóng tiền học con em. Đó. Tiền này là tiền học của con em, không phải là tiền của tiền xua máu tiền học của con em, chứ không phải là tiền dư bạc lại của em mà anh chị làm ăn như vậy. Thôi chị ơi, đừng có động chị. Nói tới con em rất là đau lòng. Khi đó em đã lấy tiền để giúp đỡ. Bao nhiêu tiền của con em để dành cho con em ăn học. Hai đứa con em nó học đại học chứ không phải là nó học lớp 1, lớp 2 gì. Em giúp đỡ khỏi chứ xã hội tiền công được bao nhiêu trong đó. Mà làm em như vậy hỏi vậy đó hả? Sống có tình có nghĩa một chút. Sống phải nghĩ cái nhân cái đức. Sống phải để nghĩ cái hả? Hậu quả để cho con cái mình sau này. Chứ đâu phải nghĩ cái bản thân mình bây giờ sống chỉ sống đây á. Lên đây á là gì cái uy tín mình hả? Mượn tiền hết người này muốn người kia. Rồi mình làm ăn không được á, rồi mình trốn mình đi. Dạ vâng, thì là nói đầu tiên xin cho tất cả mấy anh em gửi lời chào thân thương đến tất cả quý cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay thì mấy anh em có nhận được một cái thông tin cầu cứu từ phía gia đình. Thì nên là hôm nay là mấy anh em đang có mặt ở gia đình. Thì trước hết thì em chào chị nha. Thì dạ. Thì trước hết thì chị có thể là tự giới thiệu về tên cũng như là chị đang sinh sống ở đâu không? À, chị là tên là Nguyễn Thị Kim Hòa, ở khu phố 1, tổ 3 khu phố 1, Vĩnh Tân, Tân Quyên, Bình Dương. Dạ. Yeah. Thì hôm nay là chị cũng muốn nhờ mấy anh em để mà chia sẻ cái câu chuyện của chị như thế nào. Thì bây giờ là chị có thể là chia sẻ lên cho quý cộng đồng được biết nha chị. Thì giờ chị nói với tụi em rằng là giờ tụi em giúp chị truy tìm cái chị này, là vợ chồng chị này là lấy cái tờ cái miếng giấy của chị này. Vợ chồng của chị này là mượn chị một số tiền là 187.420.000. Chị có làm giấy nợ. Thì ảnh chỉ là hứa trả cho chị là một ngày là 1.500.000. Nhưng mà không có điều kiện thì xin xuống trả 1 triệu. Thì trả được gần 1 tháng thì chị nói là bây giờ chị bán ế quá, thôi giờ cho chị trả xuống 700. Thì chị cũng chấp nhận cho xuống trả 700, trả 700, trả cho chị mới có được có 3 ngày thôi. Là đã ngừng trả chị, rồi xin chị trả 500. Thì vợ chồng của chị ra có nói chuyện với vợ chồng bà, giáp mặt là rõ ràng là nói là giờ thôi thì giờ bóp bụng cũng trả cho anh chị trả 500. Nhưng mà vợ chồng anh chị này á, vợ chồng anh chị này là tên là Trần Văn Hoàng, chồng là tên Trần Văn Hoàng á, là quê á là Tân Quế, Thanh Bình, Đồng Tháp. Yeah. Vợ cũng là cùng quê luôn. Vợ tên là Trần Thị Ngọc Yến. Dạ, thì trước tiên á, thì trước tiên để hiểu cái câu chuyện này hơn á, thì chị Hòa thì cho em biết là giữa cái mối quan hệ giữa chị và hai vợ chồng người này là như thế nào. Chị này là dân Đồng Tháp, lên đây Tha Phương cầu thực đi làm ăn, thì lên đây á, là nói chung là chị em quen biết, giống như là bây giờ ở gần nhà chị. Là ở trọ nhà của em chị, thì chị lấy cái lòng tin rằng là ở trọ nhà em chị, cho nên là chị mới làm ăn với chị. Thì nói chung á, tiền bạc á, là không phải là đưa một lần, nhưng mà một lần đưa là ít vậy đó. Nhưng mà nó dồn lên nó nhiều lần chứ dạ, không phải là đưa một lần. Là hai vợ chồng của người mượn tiền chị đó là lên đây sống sinh sống được bao lâu? Lên đây nay khoảng 3 năm mà. 3 năm rồi ha. Rồi cái công việc hàng ngày của hai vợ chồng đó là làm gì? Là mua bán trái cây. Mua bán trái cây ha. Là lên đây sống 3 năm, thì khi mà chị tiếp xúc với hai vợ chồng là cái khoảng thời gian là bao lâu? Nói chung là lên đây là ở gần đây là tiếp xúc luôn đó. Là trong khoảng thời gian 3 năm nay luôn. Rồi sau đó là hai vợ chồng này buôn bán trái cây rồi tiếp xúc với chị, rồi sau đó là lấy lòng tin là mượn tiền của chị.
Rồi sau đó là tổng cộng là cái số tiền là mượn bao nhiêu lần và tổng cộng cái số tiền là bao nhiêu tiền? Mới đầu là Trang hụi ngày với chị. Mới đầu Trang hụi ngày xong rồi mới bả mới kêu chị mượn tiền. Nói chung là chị cũng không có điều kiện, chị chơi hụi. Rồi chị cũng que là cháu chị nó có điều kiện, rồi bả mới kẹt vốn, bả mới biểu chị đi mượn tiền giùm, thì chị đi mượn tiền giùm. Đó. Thì là chị mới đi mượn tiền giùm cho bả thôi. Là tổng cộng là chị đi mượn bao nhiêu lần, số tiền bao nhiêu tiền? Bây giờ chị nói cụ hỏi luôn, không giấu giếm chuyện gì. Nói chung là trang hụi tháng với chị là còn từ giờ tới Tết là còn hôm bữa là chị làm giấy tờ với bả là 21 tháng 8 năm 2023, là còn 6 tháng nữa thì chị thấy bả không có điều kiện để trả, thì chị mới là thôi chị mới nói là hụi chị là tháng 5 triệu. Thì còn 6 tháng nữa thì nó là 30 triệu, thì bả mới nói bây giờ không có điều kiện trả cho đóng cho chính, thì chính thôi chính làm giấy nợ đi. Rồi cái hụi ngày của chị nữa, một ngày là 200 ngàn mà chị cho lên là 2 triệu tư, thì là 12 phần, một ngày đóng cho chị 2 triệu tư, thì đóng cho chị được 30, đóng cho chị được 20 mấy ngày, là còn 30 ngày nữa là bả đứt đường, là bả không còn đường để đóng nữa. Thì chị mới nói thôi bây giờ bà không có tiền đóng cho tôi, thì thôi tôi ráng chèn cho bà, nhưng mà với hình thức là thôi bây giờ tôi làm giấy nợ cho bà, là tiền mà bà biểu tôi đi mượn giùm nữa, tiền đi mượn giùm là 60 triệu, tổng cộng là tiền mượn là 60 triệu, tiền hụi tháng là 30 triệu, rồi cái tiền hụi ngày của chị là 30 ngày nữa, rồi rồi cái tiền tiền hụi ngày là 30 ngày, rồi chỉ mượn cho của chị mà cái hụi ngày của người ta mà mấy người mà để chót á, chỉ mượn 2 chân chót của người ta thì chị chấp nhận cho mượn luôn, để mà tới cuối thì chỉ trả cho chị. Mà rồi cộng thêm 2 cái phần đó nữa là 20 triệu nữa, 20 triệu rẻ mà chị tính 20 triệu thôi, chứ trong giấy thì nó làm rõ lắm, chị nói trọn ở đây thôi, thì tổng cộng đó là nó ra 187 triệu đó đó. Là nhiều, vừa hụi ngày vừa hụi tháng vừa tiền mượn, chị mới làm giấy cho chị, cho chị nói thôi bây giờ tôi bà trả cho tôi một ngày 1,5 triệu đi, rồi thì mình mới lấy cái nào đó mình mới trả vô cái này, cái tiền mình gồng gánh hụi cho bả, rồi tiền mình mượn, rồi đóng tiền hụi tháng luôn, thì bả đóng cho chị thì giống như hồi nãy chị nói lúc đầu á, đóng được có bao lâu đâu là bả đứt đường, rồi bả xin chị đóng ngày 500. Hai vợ chồng ra nói chuyện thôi, thì giống như là nói hồi trưa hồi 1 giờ á, là bữa sau là bả trả cho chị được 2 ngày, là cái ngày thứ ba là bả cuốn tượng bả đi, là tới bây giờ là mình không có tìm ra được ha, không có tìm ra được chỗ ở của hai vợ chồng, bả đi bả không hồi liên lạc với chị luôn. Bà chị điện bả là không điện được, mà bả điện mọi người được, cái người nào mà bả không dính nợ bả điện được. Mà chị thì không điện được. Có nghĩa là trong cái thời gian mà ở đây thì hai vợ chồng này cũng lấy lòng tin của chị. Rồi sau đó là cũng chơi hụi với chị. Rồi sau đó là như là hốt trước để trả sau đó, phải không? Rồi sau đó là gom tiền xong rồi là bỏ trốn. Đó thì nãy giờ thì cũng như là chị Hòa thì cũng chia sẻ cũng rất là thật về cái câu chuyện của chị. Thì nói chung ở đây thì chị cũng là người địa phương, còn hai vợ chồng thì từ ở Đồng Tháp lên đây cũng như là đi bán trái cây. Mà ngay lúc đầu chị có biết là bán trái cây tiền lời được bao nhiêu không mà chị dám mà cho mượn cái số tiền nó lớn như vậy, dám đi mượn nợ cho hai vợ chồng? Nói chung thì chị thấy chị á đóng hụi cho chị cũng đàng hoàng. Cho dù có trễ tí xíu nữa, ví dụ như hụi bây giờ chị đi gom tới 5 giờ là chị rồi, thì bả có trễ nào thì cũng 6 giờ 7 giờ bả đóng cho chị. Thì chị nghĩ thì chị thấy cái con người á đàng hoàng thì chị cho chơi, chị cho mượn, chị đi mượn tiền giùm.
Và cho em hỏi thêm là cái hai, một cái người chị và một cái người anh ở đây là như thế nào? Chị với anh này là như thế nào? Thì em thì cũng qua do cái bức xúc thành ra em cũng trao đổi với cộng đồng, với lại nhắn gửi với anh chị Út là như vậy. Anh với chị đi, em có là nhắn tin Zalo hỏi anh Út. Gồng không nổi sao mà đi vậy anh. Rồi với lại hồi chiều á là em có định ghé anh uống cà phê như mọi bữa đó, thì em không hay tin là anh chị đi đâu. Thì hôm nay em cũng nhắn gửi với cộng đồng mạng là nhắn nhủ với anh chị một vài lời là như thế này: anh với chị khổ cỡ nào em vẫn gán đợi anh với chị để trả nợ cho em. Em cũng cầu mong anh với chị làm được, trả em phần nào đó, từng ngày từng tháng cũng được. Chứ từ hồi tháng 2 tới giờ em đâu có đòi anh với chị đâu. Trong khi đó tiền đó là em bán một chiếc xe, em mua lại chiếc xe rất rẻ để em trả học sinh, cái điều kiện của em sinh sống, vợ chồng em lên đây từ Sóc Trăng một người một nơi, anh chị thì ở Đồng Tháp. Cái gì cái chỗ quen biết mà cái tình làng nghĩa xóm em cũng giúp anh với chị, nói là hết có đường xây rồi để anh với chị gồng gánh ở lại để làm ăn. Thì cái phương hướng mình làm ăn ở trên Bình Dương này đó là kiếm rất nhiều tiền, chứ không phải là vì mấy mươi triệu của em mà anh với chị nở lòng nào mà đi mà không từ giã một tiếng. Rồi trong khi đó em nhắn tin lại với anh với chị, thì anh với chị nhìn đây cuộc gọi như thế này, để anh với chị cần gặp em lúc nào á thì vẫn có em hết. Đến lúc em hỏi anh chị chỉ có một câu trả lời nó thâm mà nay chặn cuộc gọi em luôn. Chặn luôn rồi. Chặn luôn rồi. Thì anh với chị thử nghĩ cái trong lòng anh với chị mà bị em đối xử như vậy, anh chị có bức xúc không? Em đáng lẽ hôm nay là lặng thinh luôn, nhưng mà do cái hoàn cảnh gia đình em cũng không có như vậy đâu. Em phải bán một chiếc xe đi đó anh chị. Chị thấy rõ ràng rồi chị Út, mà bây giờ chị lại nói là chị không có nợ em. Đó, em vẫn âm thầm giúp cho chị chứ em đâu có đòi chị hay là như thế nào, tiền lời tiền lãi như thế nào đâu. Đó có nghĩa là cộng đồng biết là em có nghĩa là hai vợ chồng mượn anh là bao nhiêu? Là mượn là tổng cộng là 100 triệu. 100 triệu ha. Cái ban đầu để lấy uy tín là anh với chị đó chỉ trả cho em được tầm 20 mấy triệu thôi. Nó vừa trả vừa đóng lời gì cho đó, là mượn em 100 triệu, nhưng mà em thấy trả được mấy 30 triệu thì còn lại 70 triệu rõ ràng ghi trên cái bàn cái cân đó, mà giờ anh với chị lại nói là không có nợ em. Cái tình cái nghĩa em giúp cái người không có là em rất quý anh với chị, mà em đâu có làm giấy nợ hay là thế này thế kia đâu, cái giữa cái uy tín với nhau. Chị Út ơi, chị cũng có xui có gia rồi, con cái rồi thằng chính nữa, rồi mới mốt nhìn mặt em như thế nào vì 70 triệu đó. Một ngày có thể mình làm 1 triệu, có thể 500, 300, nhiều ngày là lên đủ 70 triệu rồi. Cuộc sống mình một đời là anh với chị đối xử với em vậy là em rất bức xúc. Em chia sẻ nhắn gửi về thôi, anh với chị chủ động điện lại cho em để em an tâm phần nào đó, và cuộc sống anh với chị như thế nào để khỏi mất công em về quê để làm ầm lên rồi mất cái tình cái nghĩa. Mình quý nhau mình mới giúp nhau á, thì em cũng thành thật chia sẻ cộng đồng nói vậy. Em cái người không có điều kiện, em chỉ có mỗi chiếc xe để đưa đứa học sinh thôi, chở 10 đứa 12 đứa, mà chị lại khóc lóc nói là không còn đường để xây để gỡ được cái số nợ mà để trả người ta, thành ra em mới bán cái chiếc xe đó đi, em mới cho anh với chị mượn 100 triệu. Trời ơi. Chứ em cũng đâu có điều kiện trong túi sẵn 100 triệu đâu. Thành ra em rất bức xúc mới chia sẻ cộng đồng. Nhưng mà biết được anh với chị như vậy á thì chủ động điện lại cho em, cho em cái địa chỉ nào đó. Chứ từ trước thì em chưa từng làm khó anh với chị cái gì đâu. Thì anh cũng như là một người xem hai vợ chồng của người kia cũng như là ai cũng là đi tha hương á. Dạ, giúp rồi. Đỡ lẫn nhau như trước là láng giềng. Trước kia em cũng đã có từng giúp con chị một lần rồi. Cầm cố xe cộ gì đó, không có tiền chuộc, người ta lớn mắng ầm ĩ, nợ ở đâu đến đòi cũng mắng ầm ĩ, không có hàng bán em vẫn cho tiền, cũng không có nhiều, đôi khi 10 triệu, đôi khi 20 triệu, rồi chuộc mấy chiếc xe tầm mười mấy triệu gì đó. Thấy làm cũng uy tín, giữ uy tín, giữa tình thương với nhau, biết cái ơn cái nghĩa. Mà giờ đối xử em vậy em rất bức xúc, mới chia sẻ với cộng đồng để tìm được anh ấy chị để nói một lời nào đó cho nó có cái đạo lý chứ. Yeah. Em cũng đâu có, đã mình chấp nhận cho người ta mượn thì mình cũng phải tính đến cái rủi ro, nhưng mà trong khi đó em đâu có phân biệt là phải cái tiền lời tiền lãi như thế nào đâu. Trong khi đó bây giờ em nợ người ta em không trả, em phải chạy xe cho học sinh hàng tháng, em lấy cái đồng lãi em đóng tiền lãi người ta kìa. Chứ giữa cái Bình Dương này mà anh với chị thấy như cộng đồng thấy đi làm gì mà ai có cho ai bao giờ. Yeah. Vì cái tình thương mình mới giúp với nhau để mình cùng nhau cái phát triển, để mình đi về quê rồi mình tạo cái thâm tình cho nhau, chứ đâu phải là vì cái gì đó đâu. Dạ. Rồi chị bên kia có liên quan gì đến hai vợ chồng của cái người này không? Dạ có. Rồi chị chia sẻ đi. Ngày cuối cùng là ông có vô, ông khóc lóc, ông nói không có tiền lấy trái cây. Ông kêu cho mượn mấy chục triệu, cầm đưa cho ông xong là vợ chồng có tiền tiêu luôn. Trời ơi. Là nói chung là cả xóm ở đây là đều bị hai vợ chồng đó là mượn người xong rồi dông luôn. Dông luôn
là bây giờ đơn giản rồi, ở đây thì có ba anh chị thì còn rất là nhiều người nữa đúng không? Nhiều người lắm, nhiều lắm, phải là bà khóc, chồng bà khóc luôn á. Không mà khóc ai chịu cho nổi. Nhưng mà mấy người kia thì không biết nhiều ít thôi, thì chị không rõ. Tại vì á chị với chị Út này là ở gần mà chị với chị hay qua lại thì chị hay hỏi. Chứ giờ bà Út chị chờ và bà chị cho bả mượn bao nhiêu này kia kia nọ chị hay hỏi, tại vì mắc nợ, người ta mắc nợ mình con số lớn thì những cái con nợ lại á, là chị cũng phải hay hỏi thăm á. Thì chị này thì chị chia sẻ thiệt và chị nói ở giờ á, mượn chỉ là bao nhiêu đó đó. Là hôm nay là nói chung là mấy anh chị cũng muốn nhờ cộng đồng để mà giúp cho tìm ra hai vợ chồng để mà đúng mình rồi thương lượng mà nói chuyện thôi. Đúng rồi. Thì bây giờ chị có thể là đọc họ tên của hai vợ chồng đó, rồi chị có hình ảnh không? Đúng có rồi. Hình ảnh luôn thì chị có thể là đưa lên luôn, rồi sau đó là mấy anh em sẽ đưa cái hình ảnh của hai vợ chồng lên để mà cho cộng đồng biết. Thì cũng mong là cộng đồng nghe cái câu chuyện này hãy chia sẻ, cũng như là nếu mà có gặp hai vợ chồng đó ở đâu thì có thể là liên hệ với mấy anh em để mà mấy anh em thông báo cho ở sớm ở đây. Chị đưa vòng vòng máy đi chị. Ở sớm ở đây để mà giúp tìm lại hai vợ chồng. Thì thật sự khi mà đến đây thì mấy anh em thì cũng đi hỏi vòng vòng ở sớm ở đây, thì ai cũng cũng có cho mượn tiền của hai vợ chồng này hết. Thì cứ nghĩ là những người tha phương hàng xóm với nhau thì mỗi người giúp chung nhau giúp đỡ để mà có cuộc sống tốt hơn. Và sau khi mượn được tiền thì hai vợ chồng lại âm thầm mà bỏ đi. Thì hiện nay là cái số tiền là mượn của chị bên đây là khoảng bao nhiêu? 50 triệu. 50 triệu, bên đây 100 triệu là 150, rồi chị là 180 mấy triệu nữa. Là trả được tầm 20 mấy triệu rồi. Của em 50 triệu là mới lấy đây. 50 triệu, 70 triệu đi. Là 120 đi. Của chị 187 triệu mà bả góp cho chị là được anh lấy cái cuốn sổ tiền bả góp ra. Vậy là tính ra cái ngày mà hai vợ chồng cái người mượn trong vòng một tuần lại là lấy chị 20 mấy triệu á. Nó khóc lóc, nó giờ người ta khó, người ta làm khó làm dễ, nó không buôn bán được, gán giúp tôi đi để cho ở đây tôi buôn bán tôi trả. Mà mình mới bấm bụng mình đưa. Mình đưa xong là bà trốn luôn á. Bà trốn luôn, bà còn quay bà nói chừng nào có tiền thì trả, còn không có bà chặn cuộc gọi luôn. Cũng đi ghen trời đập ghen. Nói chung á là chị bức xúc của chị là hai dịp liên lạc được á thì bả không bức xúc đâu. Đằng này á chặn cuộc gọi cho nên thành ra là bả bức xúc. Ông đưa cho ổng luôn, không đưa cho bả đó. Tại ông ngộ khóc mới đưa cho ổng đó. Góp cho chị hả là từ hôm 19 tây tháng 9 tới nay là chị cộng lại là cũng khoảng được 25-26 triệu gì đó. Là nói chung á là chị góp bao nhiêu thì chị đều ghi trong sổ này hết. Chị không gian dối nữa lời, ngày hai ngày góp đầy là có đầy đủ số tiền đầy đủ thì mình cũng lấy theo để bà đấy bà. Thì chị ghi vào đây á, chị bảo rằng là bây giờ vợ chồng bà góp đi, rồi tới cuối cùng á là tôi sẽ tính ra tôi ở hả là cho là góp đủ tiền của tôi thôi đó. Nếu như mà có điều kiện thoải mái làm ăn buôn bán được thì trả tiền lời cho tôi, còn nếu như mà buôn bán làm ăn không được trả đủ cái số tiền cho tôi là tôi cảm ơn rồi chị em rồi đó. Nhưng mà sống ở đây á, vì cái tình cái nghĩa, thứ nhất không phải là chị ở nơi á phương xa tới đây mà tôi giúp chị. Thứ nhất là chị ở nhà trọ em tôi là tạo cho tôi một cái lòng tin đó. Thứ hai nữa, chị làm ăn mua bán tôi thấy chị cũng là người chất phát thật thà. Chị từng đổ nợ ở ngoài Vĩnh Tân, chị vô đây chị đã về quê, chị hả trốn nợ chị về quê nhờ con chị. Nó ở đây người ta vô người ta chửi bới con chị mà nó ráng ở đây nó mua bán nó làm ăn nó kéo chị lên, anh chị lên đây. Thì nghĩ người ông bà người xưa người ta nói một câu á, quánh kẻ chạy đi không ai quánh người chạy lại. Khi chị lên đây làm ăn thì tôi nghĩ con người chị đàng hoàng, vợ chồng chị đàng hoàng đó, lên đây làm ăn đó.
rồi mới tạo lòng tin để mà cho chị chơi hụi. Hụi không nổi, đấu không nổi mới cho chị qua cái là làm giấy nợ cho chị. Bao nhiêu tất cả nợ nần của chị tôi gồng gánh hết cho chị, mà chị không nghĩ cái ơn cái nghĩa mà chị dứt áo ra đi. Chị nghĩ như vậy, chị đi vậy, chị có cắn rứt vợ chồng, chị có cắn rứt lương tâm hay không? Em cũng xin hỏi, em cũng chia sẻ trên cộng đồng mạng này, làm ơn bây giờ nhờ mấy anh YouTube nè truy tìm vợ chồng của anh chị này giùm em, để cho em tìm em gặp để mà ba mặt một lời đối chiếu, em không làm khó. Dưới điều kiện là tới để biết chỗ làm ăn, thứ hai nữa là trao đổi về phương thức trả nợ cho em. Em cũng là tiền vay tiền mượn, cái tiền này em gồng gánh cho anh chị, là tiền học của con em gửi tiền ngân hàng. Vậy bây giờ em rút ra, em gồng gánh cho anh chị, tới khi con em học, tiền đâu em trả, là em đóng tiền học con em. Tiền này là tiền học của con em, chứ không phải là tiền của tiền xương máu, tiền học của con em, chứ không phải là tiền dư bạc để của em mà anh chị làm ăn cái kiểu như vậy. Thôi chị ơi, đừng có xúc động với chị. Nói tới con em rất là đau lòng. Khi đó em lấy tiền em giúp đỡ, bao nhiêu tiền của con em để dành cho con em nó học. Hai đứa con em nó học đại học, chứ không phải là nó học lớp 1, lớp 2 gì. Em giúp đỡ hỏi chứ cha hội á, tiền công được bao nhiêu trong đó mà làm ăn như vậy, hỏi vậy chứ hả? Sống có tình có nghĩa một chút, sống phải nghĩ cái nhân cái đức, sống phải để nghĩ cái hậu quả để cho con cái mình sau này, chứ đâu phải nghĩ cái bản thân mình bây giờ. Sống chỉ sống đây á, lên đây á là đã vì cái uy tín mình mà mượn tiền hết người này của người kia, rồi mình làm ăn không được á, rồi mình trốn mình đi. Nếu trên xã hội này hết người như vợ chồng anh chị thì hỏi vậy, chứ xã hội này còn cái gì gọi là nhân đức nữa hay không, còn nhân tính người nữa hay không? Em xin mọi người ở trên cộng đồng mạng chia sẻ giùm em, em tìm vợ chồng của anh chị này. Bây giờ chị có thể đọc họ tên của người chồng và họ tên của người vợ đi chị. Nói tới còn táo tiền học con em là em rất đau lòng, em rất bức xúc. Cứ bình tĩnh, không có gì đâu. Nói chung cộng đồng xem thì cộng đồng cũng hiểu, tại vì hàng xóm với nhau mình thấy tin tưởng rồi mình mới cho mượn, chứ nếu mà không tin tưởng thì mình đâu có cho mượn. Anh chồng là tên đó hả? Là Trần Văn Hoàng. Trần Văn Hoàng. Trần Văn Hoàng. Rồi. Còn chị vợ là Trần Thị Mộng Yến. Trần Thị Mộng Yến ha. Dạ. Thì hôm nay tất cả mấy anh em của tụi em thì lên đây cũng nhờ tất cả quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước thì cũng gán giúp đỡ cho gia đình của, nói chung ở đây là không phải là gia đình nữa mà là nguyên cái xóm luôn quý cô chú anh chị, là bị hai vợ chồng của anh Hoàng này và chị Yến này cũng như tạo một cái niềm tin để mà mượn hết người này tới người kia. Thật sự là cái số tiền mà đối với những anh chị ở đây thật sự nó quá là lớn, tại vì ở đây là mấy anh chị này toàn là làm công nhân lao động không à. À, tích góp được bao nhiêu thì để dành ở đó để cho con cái ăn học này kia, nhưng mà vì cái lòng tin tưởng của những người tha phương cầu thực, những người nói chung là đồng hương này kia đó, là xa xứ để đi làm ăn đó, thì giúp đỡ lẫn nhau. Và trong khi đó là khi vừa mượn được tiền thì hai vợ chồng của anh Hoàng và chị Yến này thì cũng đã bỏ trốn và hiện nay là mất liên lạc luôn. Thì mong là cô chú anh chị của mình nếu mà có gặp hai vợ chồng thì hình ảnh này thì mấy anh em thì cũng đã đưa lên ở trên cái đoạn video đó, thì cô chú anh chị mình nhìn thấy được hai vợ chồng này ở đâu thì xin liên hệ số điện thoại trên màn hình của tất cả mấy anh em, để mà mấy anh em có thể là thông báo lại cho gia đình. Để mà ở đây thì sẵn qua đây thì nếu mà hai vợ chồng của anh Hoàng và chị Yến mà có xem được những cái video của mấy anh em thì ở đây là không có ai làm gì anh chị hết, chỉ muốn là anh chị về đây cũng như là gặp những người hàng xóm để mà mình nói chuyện thôi hết chị Hòa, chứ mình không có làm gì hết đó. Ở đây là tụi em là bảo đảm là sẽ không có chuyện gì xảy ra đó, để mà mình gặp nhau mình nói chuyện thôi. Nếu mà mình khó khăn quá thì mình có thể là mình trả từ từ, hay là mình làm cái cách nào đó mình trả,
Tại vì người ta đã thương mình, người ta tin tưởng mình, người ta mới giúp đỡ cho mình để có cuộc sống. Mà tại sao bây giờ mình lại quay lưng như vậy? À, mình có thấy cắn rứt lương tâm hay không? Mà ở đây là toàn là những cái tiền mà để dành dụm cho con ăn học rồi. Cái anh bên đây thì nói là tiền chở học sinh, tiền xe mà chở học sinh đi học mà còn bán mà để cho anh chị mượn. Đó, thật nghi khi mà nghe câu chuyện này thật sự là mấy anh em thấy cũng rất là xót luôn. Thì nếu mà anh chị mà có xem được cái đoạn video này á, thì có thể là về đây để mà gặp gỡ những hàng xóm. Thì trước tiên là mình nói là xin lỗi trước đi, rồi sau đó là mình cứ nói chuyện ba mặt một lời, mình tìm cách giải quyết. Chuyện này thì cũng đơn giản mà mình còn sức khỏe mà, đúng không chị? Dạ. Mình còn sức khỏe thì mình đi làm. Đó, mình đi làm thì từ từ bây giờ mình ngày mình để dành 5 đồng, 10 đồng gì đó thì mình trả cho mỗi người 1 đồng, 2 đồng thì người ta cũng vui nữa. Đó. Thì hôm nay thì bây giờ sẵn đây thì mấy anh chị có những cái lời nào muốn gửi đến hai vợ chồng thì cứ nói đi, tại vì nhiều khi hai vợ chồng cũng có coi. Dạ. Thì em giờ thì trước giờ là nói em rất là uy tín. Em nói một là một, hai là hai. Em cho anh chị trả dần. Đó. Chừng nào trả hết số tiền 180 triệu, 187 triệu, 420 ngàn của em thôi. Em không lấy dư, em cũng không lấy thừa. Nếu như anh chị có điều kiện làm ăn khá giả thì cho em tiền lãi thì em cảm ơn. Còn nếu như không có điều kiện thì trả tiền cho em, em lo cho con cái em ăn học. Tiền này là tiền hả xương máu, tiền học của con em. Con em hai đứa vào đại học. Thôi chị đừng xúc động chị. Thì hôm nay thì mấy anh em đến đây ghi hình cho gia đình của mình đó, thì chị có đảm bảo là những cái lời nói của chị là hoàn toàn là sự thật. Nếu mà chị có nói sai thì chị sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Nếu như mà tôi là Nguyễn Thị Kim Hòa nè, sinh năm 1979, nếu tôi có nói gian dối nữa là tôi sẽ thì hoàn toàn chịu trách nhiệm dưới pháp luật. Dạ rồi. Thì thôi mấy anh em cũng xin được mến chào tạm biệt quý cô chú anh chị mình ha. Nếu mà xem được cái video này, mong là cô chú anh chị mình hãy chia sẻ rộng rãi ra để mà giúp cho ở sớm đây sớm tìm được hai vợ chồng hay cô chú anh chị. Rồi bye bye tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở video tiếp theo ạ.